Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, những năm gần đây, hiện tượng sâu bệnh nấm thảng thư xuất hiện trên cây sen gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển, khiến cho người nông dân gặp không ít khó khăn trong sản xuất. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây sen dựa trên mô hình thử nghiệm quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp tại ruộng sen. Đây là mô hình sen cao sản gương tím với diện tích 0,4 hectare của anh Hồ Thanh Tý ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, được triển khai thử nghiệm quy trình phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp từ đầu tháng 2 năm 2022. Trước lúc xuống giống, ngoài thực hiện quy trình làm đất, bỏng vôi, anh Tý còn thực hiện tốt việc vệ sinh ruộng sen, bố trí thời gian bỏng phân cho từng giai đoạn, giữ mực nước ruộng từ 20 đến 30cm. Việc hộ nông dân tuân thủ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của chuyên gia đã đem lại hiệu quả khá rõ. Qua đánh giá, mô hình sen sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng cho năng suất và hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với ruộng đối chứng. Sau khi thử nghiệm mô hình của chi cục, ta trồng là so với trước đây là nó hiệu quả hơn và nó phát triển nhanh hơn, ít sâu bệnh. Trong lúc đó, tại mô hình thử nghiệm trên cây sen trắng ở xã Phong Hòa của anh Trần Văn Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022 ngập sâu, khiến cho gần 160 hectare sen trên địa bàn chết hoàn toàn, trong đó có 1.000 mét vuông diện tích sen trắng của mô hình thử nghiệm của anh Hóa. Song, với sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu đề tài, hộ nông dân đã khắc phục trồng lại diện tích này. Việc trồng lại sen, ngoài trễ vụ, ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, bệnh thảng thư xuất hiện với tỷ lệ khá cao, buộc nông dân tiến hành các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh hại. Tuy vậy, đánh giá tại đồng ruộng vẫn cho thấy mô hình sinh trưởng phát triển tốt hơn so với ruộng đối chứng do áp dụng đúng các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn trực tiếp của cán bộ theo dõi mô hình. Được sự quan tâm của Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt thì đã hướng dẫn gia đình tôi thực hiện mô hình trong theo kỹ thuật hướng dẫn, thì qua nhận định thì bước đầu là sen phát triển tốt, cây so với các cái hồ khác là cây phát triển mạnh hơn và có cái sức chịu đựng các cái loài sâu bệnh là tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay cũng đặc biệt là thời tiết nắng nóng thì rất là ảnh hưởng đến cây sen. Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, những năm gần đây đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây sen. Một số diện tích sen ở các địa phương có hiện tượng bị chết với tỷ lệ lớn là do nhiễm bệnh thảng thư, nơi cao là từ 30 đến 50%. Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh thổi rễ, thổi củ, đồm lá, ruồi đục lá, bọ trĩ, vân vân. Kết quả phân tích giám định của Viện Bảo vệ thực vật cho thấy mẫu sen thu thập là do nấm thảng thư và nhiễm nấm Pythium spp. Đây là loài nấm có nguồn gốc thủy sinh, tồn tại trong đất nước, phát tán lây lan trong môi trường đất nước, xâm nhiễm vào tế bào lá, thân rễ cây sen để gây bệnh. Trong cái khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với là Chi cục Bảo vệ thực vật thì cái dự án của Sở Khoa học Công nghệ đầu tư cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế thì đã có các cái công trình nghiên cứu về phòng trừ sâu bệnh hại sen và từ đó áp dụng vào mô hình, thì chúng ta thấy rằng cái việc đầu tiên chúng ta là phải cải tạo cái hồ, vệ sinh cải tạo hồ cho đảm bảo. Thứ hai là áp dụng các cái giống sạch bệnh, cái nguồn giống này phải sạch bệnh. Cái thứ ba là trong quá trình chăm sóc là phải thường xuyên theo dõi cái điều kiện thời tiết. Qua cái năm 2021 thì chúng tôi đã hoàn chỉnh được một cái quy trình phòng trừ tổng hợp, và năm 2022 thì chúng tôi xây dựng hai cái mô hình thực tế là áp dụng cái thử nghiệm cái quy trình phòng trừ tổng hợp đến cái sen. Hiện nay thì với cái thực tế đứng ruộng thì chúng tôi thấy rằng là các cái giải pháp kỹ thuật chúng tôi đưa ra thì đã được cái hộ nông dân áp dụng và nó mang lại một cái sắc diện về sinh trưởng phát triển của cây sen trên đồng ruộng rất là tốt. Hy vọng rằng là cái năng suất sẽ đạt được cái như cái quả đầm mong đợi. Để có cơ sở đề ra các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh chỉnh gây hại, qua đề tài nghiên cứu xác định một số loài sâu bệnh chỉnh gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen tại Thừa Thiên Huế, đã xác định rõ nguyên nhân, tác nhân gây hại. Từ đó đã xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trên cây sen, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của bà con nông dân trồng sen trên địa bàn tỉnh.